Xin hỏi nhà thuốc là có thông tin nói rằng uống cây chó đẻ răng cưa hay còn gọi là cây diệp hạ châu sẽ bị liệt dương. Xin hỏi là thông tin này có đúng hay không ạ? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì cây chó đẻ hay còn gọi là cây diệp hạ châu điều trị bệnh về gan rất là hiệu quả, nhất là hiệu quả về giải độc gan, hạ men gan, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B. Cây có vị đắng, tính mát. Cũng theo kinh nghiệm của người xưa thì với những vị thuốc điều trị bệnh về gan, nếu như là chúng ta sử dụng quá nhiều thì sẽ có thể ảnh hưởng đến sinh lý. Vì vậy, nếu như là bạn sử dụng cây diệp hạ châu đúng liều lượng thì không ảnh hưởng gì, nhưng nếu như là bạn sử dụng quá liều lượng hoặc là lạm dụng quá mức thì có thể ảnh hưởng đến sinh lý bạn nhé. Còn thông tin nói về uống cây diệp hạ châu bị liệt dương, đây là thông tin không có cơ sở. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.